Hello, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Thú thực đi, đã bao giờ bạn cảm thấy buồn chán và tẻ nhạt khi các bạn cứ phải ngày nào cũng phải rèn luyện cái đề Reading IELTS hay Listening IELTS mà sau cùng các bạn nhận ra rằng cái thứ bạn nhận được chỉ là nâng trình về ngôn ngữ, còn các bạn không có thời gian để ôn luyện những kiến thức hay học hỏi những kiến thức mới, bổ ích hơn, quý báu hơn, ví dụ như là sales, marketing hay là graphic designer chưa? Đã bao giờ các bạn nghĩ rằng cái thời gian ôn thi IELTS của mình bỏ ra thật là lãng phí, trong khi có những thứ tuyệt vời hơn để các bạn có thể đầu tư thời gian vào, ví dụ như xây dựng hay dựng video một kênh YouTube chẳng hạn, hay là viết một vlog hay blog chẳng hạn. Hay đã có bao giờ các bạn cố gắng để có thể mà ôn luyện IELTS trong cái khoảng thời gian ngắn nhất, sau đó các bạn sẽ nhảy qua cái chuyên ngành của các bạn để học nhanh nhất có thể, nhưng mà mãi vẫn dậm chân tại chỗ hay chưa? Đúng rồi, đặc biệt điều đó càng xảy ra đối với những bạn mà IELTS tầm từ 6 chấm đến 7.5 đó các bạn. Ví dụ mình đi chẳng hạn, sau khi nhận được cái điểm IELTS 7 chấm của mình, mình ngồi lại và mình nghĩ, mình biết rằng là mình phải mở cái quyển sách ra và học lại, học được từ những cái lỗi sai của mình nè. Ví dụ trong lỗi sai trong reading, listening, sai ở đâu, cần phải cải thiện ở đâu, hay là học ở những speaking hay writing, xem thử mình đã yếu ở chỗ nào, đã không hoàn thành tốt ở chỗ nào và mình cần cải thiện ở đâu nữa. Tuy nhiên các bạn ạ, cái tài liệu học IELTS như mình đã giới thiệu với các bạn rồi đó, thì nó chỉ quay đi quẩn lại nào là IELTS Cambridge, rồi là IELTS Recent Actual Test, rồi là những cái cuốn sách của Nguyễn Hiền hay là cuốn sách của IELTS Quang Thắng. Thì cái việc mà các bạn ngồi hàng giờ, hàng tháng, hàng năm trời ròng rã như vậy để ôn luyện IELTS, nó thực sự rất là nhàm chán các bạn, trong khi ngoài xã hội nó có những cái kiến thức thú vị hơn, giúp cho các bạn có thể trở thành một con người hoàn thiện hơn trong cuộc sống, mà không chỉ IELTS thôi đâu các bạn. Các kiến thức đó có thể là làm như thế nào để các bạn có thể xây dựng những mối quan hệ xung quanh các bạn, ví dụ mối quan hệ với bạn học các bạn, rồi là mối quan hệ với đồng nghiệp các bạn, hay là những cái khóa học về quản trị khách sạn, nhà hàng, hay là marketing, hay là content marketing, digital marketing, hay là những cái khóa học chạy quảng cáo Google Ads hay là Facebook Ads. Những thứ đó nó sẽ làm cho các bạn có những cái kiến thức chuyên môn hơn là cái việc mà các bạn chỉ có độc nhất một cái ngoại ngữ mà thôi, đúng không? Mình sẽ lấy hai ví dụ điển hình để cho các bạn hiểu thêm về cái vấn đề này. Nói sơ qua về cái vấn đề nộp hồ sơ CV xin việc cho các bạn, hoặc là nộp hồ sơ để xin học bổng. Thì nếu như bạn là một người chỉ có riêng IELTS mà thôi, còn các đối thủ tiềm năng của bạn là một người vừa có kiến thức về IT, vừa có kiến thức về IELTS tiếng Anh nữa, thì bạn nghĩ là nhà tuyển dụng sẽ chọn ai và ai sẽ là ứng cử viên tiềm năng sáng giá trong cái cuộc đọ tài này? Đương nhiên, cái bạn mà vừa có kiến thức chuyên ngành về IT mà vừa có giỏi tiếng Anh nữa thì đương nhiên sẽ được chọn hơn là cái bạn chỉ có cái bằng IELTS thôi, đúng không? Tại vì sau cùng, cái bằng IELTS hay tiếng Anh đi chăng nữa thì nó chỉ là công cụ để giúp các bạn có thể đưa cái giá trị của các bạn đến cho người khác mà thôi. Thì IT chính là cái cốt lõi mà có thể tạo ra sản phẩm, có thể làm hài lòng khách hàng. Còn nói về cái vụ nộp hồ sơ xin học bổng thôi nha, ví dụ như các bạn chỉ có đọc một cái tờ IELTS thôi chẳng hạn, hoặc là các bạn chỉ có tiếng Anh thôi chẳng hạn, thì đương nhiên cái hồ sơ của các bạn sẽ không được đề cao lắm. Ngoài cái tiếng Anh của các bạn là điều kiện cần ra, thì các bạn cần phải có những cái hoạt động ngoại khóa nè, rồi volunteer, rồi các cái hoạt động xã hội tình nguyện này nọ. Ngoài ra thì các bạn cần phải có những GPA điểm cao, rồi các khóa học, rồi các bạn tự học thêm, tự training cho chính mình nữa. Thì cái hồ sơ của các bạn sẽ tạo nên cái sức nặng và tạo nên cái sự bóng bẩy trước cái nhà tuyển dụng hay những cái người mà cung cấp học bổng cho các bạn. Đương nhiên, nếu như các bạn đã xác định chính mình là một giáo viên dạy tiếng Anh sau khi ra trường, thì đương nhiên các bạn không cần học những cái môn khác, ví dụ như marketing hay là sales, hay là những cái môn như là quản trị về thời gian, đúng không? Hay là quản trị về nhân lực, đúng không? Tại vì khi mà mình muốn đến học tiếng Anh ở bạn, thì mình chỉ quan tâm ở một vấn đề thôi, đó là bạn có giỏi tiếng Anh hay không? Bạn có đủ trình độ để dạy mình tiếng Anh hay là không? Vì vậy, những cái bạn mà đã xác định cho mình ngay từ đầu là các bạn đã trở thành một cái giáo viên tiếng Anh, thì đương nhiên các bạn chỉ cần tập trung và học thi các bằng IELTS cho đến chừng nào mà các bạn đạt được IELTS 8.0 trở lên, hoặc là các bạn đạt được cái bằng C2 trong tiếng Anh, thì lúc đó các bạn sẽ đủ năng lực và đủ khả năng để có thể dạy tiếng Anh cho người khác. Tuy nhiên, đối với những bạn mà không xác định bản thân mình trở thành một cái giáo viên tiếng Anh chẳng hạn, thì liệu rằng IELTS hay tiếng Anh thôi đã đủ chưa các bạn?
Chưa đâu các bạn, đó là lý do vì sao mà những cái sinh viên trong trường đại học ngoại ngữ, người ta thường bắt học hai ngoại ngữ trở lên, một tiếng Anh, tiếng Trung hoặc là tiếng Trung, tiếng Pháp, hoặc phải chọn một cái ngoại ngữ thứ hai để mà học, chứ không phải độc nhất một ngoại ngữ. Tại vì sao các bạn? Độc nhất một ngoại ngữ thì những cái bạn có những chuyên ngành khác như là kinh tế này hay là bách khoa, các bạn ấy cũng có thời gian học. Vì vậy, những cái bạn mà học trong trường ngoại ngữ muốn đối chọi với những cái bạn khác thì cần phải học hai ngoại ngữ lận. Có như vậy mới có đủ khả năng đánh bật cái những cái đối thủ tiềm năng khác, vừa giỏi kiến thức chuyên ngành, vừa có kiến thức về ngoại ngữ nữa. Tuy nhiên, giáo viên tiếng Anh ngày nay cũng có thể bị thay thế bởi những cái công nghệ AI các bạn. AI có nghĩa là công nghệ trí tuệ nhân tạo các bạn. Ví dụ khi mà các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh chẳng hạn, thì các bạn sẽ quan tâm đến cái gì đầu tiên? Đúng rồi, đó chính là pronunciation đúng không? Các bạn sẽ lo lắng rằng liệu rằng cái người thầy giáo, cô giáo của các bạn có dạy các bạn pronunciation chính xác hay là không? Hay là dạy theo kiểu là việt hóa tiếng Anh, nó sẽ không đúng khi mà các bạn sau này khi ra đời hay ra thành phố chẳng hạn, các bạn giao tiếp tiếng Anh không ai hiểu cả, bởi vì cái pronunciation của các bạn bị thầy cô dạy sai. Tuy nhiên, ngày nay các bạn không lo sợ cái đó nữa, bởi vì khi mà các bạn mới dấn thân vào con đường học tiếng Anh thôi, pronunciation thôi, là các bạn đã có công nghệ giúp đỡ rồi, mà nó sát ngay bên các bạn, và nó với chi phí cực kỳ tiết kiệm hơn một người giáo viên nữa. Đó chính là công nghệ gì các bạn? Đúng rồi, đó chính là app Elsa. Cái này có thể chỉnh sửa cho các bạn cái pronunciation luôn. Ví dụ khi các bạn phát âm một cái từ gì đó, nếu các bạn phát âm đúng thì nó hiện màu xanh, nếu như các bạn phát sai thì nó hiện màu đỏ, và nó sẽ hiện lên những cái lời giải thích bằng tiếng Việt cho các bạn, và nó bắt bạn đọc đến khi nào mà cái chữ đó hiện màu xanh thì nó mới cho rằng bạn đã đọc đúng. Thì cái điều này nó rất tiết kiệm và giống như mà cách học một kèm một á các bạn. Ví dụ ở lớp hay ở trung tâm thì giáo viên dạy các bạn giống như là một người giáo viên kèm 20 cho đến 30 học sinh chẳng hạn. Nhưng mà đối với app Elsa thì giống như là một kèm một vậy. Bạn chỉ cần có một cái smartphone đúng không? Cài đặt app Elsa và các bạn chỉ cần nói như vậy thì nó giống như là một tutor, một teacher riêng cho các bạn luôn. Nó sẽ chữa cho các bạn từng cái lỗi phát âm sai nhỏ như vậy, và sau đó các bạn hoàn thiện. Vậy thì cho mình hỏi, cái công việc của một người giáo viên dạy cho các bạn về pronunciation nó có còn thiết thực, nó có còn phải 100% chúng ta phải đến học với thầy cô nữa hay không? Cái công nghệ thứ hai mà có khả năng thay thế những cái người dịch thuật tiếng Anh hay là những cái giáo viên dạy tiếng Anh, đó là công cụ. Đúng rồi, Google Translator. Nhiều bạn cứ nói là Google Translator dịch không có sát nghĩa, không có chuẩn xác, nhưng đó là do cái ngôn ngữ mà các bạn viết ra, cái ngôn ngữ mẹ đẻ mà các bạn viết ra, viết mà không gãy gọn mà dài dòng thì chúng ta còn không hiểu nổi nữa, huống hồ là Google Translator đúng không? Ví dụ các bạn muốn Google Translator dịch chính xác 100% thì đương nhiên các bạn phải làm cho cái câu của các bạn gãy gọn, ngắn gọn, dễ hiểu và phải theo nghĩa đen nha. Nghĩa bóng đôi khi người chúng ta còn không hiểu nữa. Thì đương nhiên đối với những cái câu như thế này thì Google Translator sẽ làm công việc dịch rất là tốt. Thậm chí nó có thể dịch đúng 100% luôn. Và cái công nghệ Google Translator này các bạn biết không? Nó được cài đặt cái hệ thống hay là cái chương trình mà gọi là Machine Learning. Có nghĩa là bây giờ con người không cần phải cài đặt một cái chương trình cố định luôn cho một cái Google Translator hay là một máy móc nữa, mà máy móc bây giờ đã có chế độ tự học. Có nghĩa là hàng triệu người, hàng trăm ngàn người trên thế giới sử dụng Google Translator mỗi ngày để có thể dịch từ ngôn ngữ mẹ đẻ sang ngôn ngữ đích. Ví dụ dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh chẳng hạn, và ngược lại. Thì hàng trăm người như vậy sử dụng Google Translator, có nghĩa là hàng trăm người đưa cái dữ liệu vào thì Google Translator sẽ học từ những dữ liệu đó, và qua từng năm như vậy thì Google Translator sẽ trở nên thông minh hơn, thậm chí là thông minh hơn cả con người nữa, bởi vì nó tự học mà. Machine Learning có nghĩa là nó sẽ học dựa trên những cái thông tin mà bạn đưa vào đó. Hàng năm tích tụ như vậy thì cũng giống như con người á, là học qua từng năm như vậy. Con người tự học thì bây giờ máy móc cũng tự học luôn. Do vậy, cái khả năng cao là trong tương lai Google Translator sẽ trở thành một cái phiên dịch tuyệt vời mà có thể thay thế những interpreter hay là những teacher. Và cái một công cụ thứ ba mà có khả năng thay thế những interpreter hay là English teacher, đó là những cái máy phiên dịch ngôn ngữ các bạn. Thường là những cái thông dịch viên, người ta chỉ giỏi tầm trung bình, ở Việt Nam thì người ta dùng giỏi là hai ngôn ngữ. Tuy nhiên cái máy thông dịch á, nó có thể dịch được 100 ngôn ngữ lận.
thì các bạn nghĩ là con người có thể đọ lại với máy móc hay là không? Qua đây các bạn thấy đó, giỏi một ngôn ngữ mà chỉ giỏi tiếng Anh thôi á, thì đương nhiên các bạn, cái nguy cơ việc làm của các bạn sẽ bị thay thế và bị xóa sổ bởi AI. Có nhiều bạn sau khi nghe video hay là nghe mình nói về cái vấn đề này thì nghĩ là chị Kelly nói đúng quá, hay là mình từ bỏ học IELTS trong một thời gian đi, rồi mình nhảy qua học các kiến thức khác, ví dụ như là Public Speaking, Time Management, hay là Sales Marketing, rồi là Google Ads, Facebook Ads như vậy, hay là làm YouTube, Photoshop, rồi là Editing Video chẳng hạn. Nhưng mà thú thực mà nói thì nếu như các bạn nhảy qua như vậy, đảm bảo với các bạn là khi các bạn học 1/3 thời gian thôi, đầu óc của các bạn sẽ nghĩ rằng liệu rằng mình có đang đẽo cày giữa đường hay không? Tiếng Anh thì chưa giỏi mà bày đặt nhảy sang cái những cái chuyên môn khác, giống như đẽo cày giữa đường vậy. Cái gì cũng học, cái gì cũng học, nhưng cuối cùng chẳng chuyên môn về cái gì cả. Thành ra chẳng thể đọ được với những cái bạn mà học chuyên ngành, một chuyên ngành về tiếng Anh chẳng hạn, hay là một chuyên ngành về sales chẳng hạn. Thì nó giống như là các bạn đang còn đẽo cày giữa đường thật á. Nó giống như cái việc mà giáo viên đưa cho bạn hai môn học để về học, ví dụ môn toán và môn tiếng Anh chẳng hạn. Đã có bao giờ bạn đã gặp cái trường hợp mà bạn đã học môn tiếng Anh nhưng não của bạn nghĩ rằng đáng lẽ mình nên học môn toán chút chứ nhở, tại vì môn toán có những cái mà dễ học hơn môn tiếng Anh, cho nên mình nghĩ là bây giờ mình nên học môn toán trước, sau đó là mình sẽ nhảy sang học môn tiếng Anh sau. Vậy là các bạn nhảy qua học môn toán. Nhưng mà có đâu, các bạn học 5 phút môn toán và các bạn lại tiếp tục suy nghĩ hình như tiếng Anh dễ học hơn, hay là mình nhảy qua tiếng Anh học đã, học xong tiếng Anh rồi mình nhảy qua toán học sau hay. Tại là các bạn cứ nhảy qua nhảy lại như vậy, nhảy qua nhảy lại, cho đến khi các bạn nhận ra rằng các bạn chẳng học môn nào ra môn nào cả. Và cái việc nhảy qua nhảy lại như vậy làm cho các bạn tốn nhiều thời gian hơn thôi. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây đó là làm như thế nào để các bạn có thể nâng điểm IELTS cũng giống như là tiến bộ về tiếng Anh trong một khoảng thời gian ngắn nhất có thể, mà trong cái khoảng thời gian đó các bạn có thể học được những cái kiến thức về chuyên ngành khác nữa. Để trả lời câu hỏi này, video hôm nay sẽ giải quyết câu trả lời đó cho các bạn. Và tin vui dành cho các bạn đây, đó là tại sao các bạn không thử kết hợp 2 trong 1, thay vì các bạn phân chia thời gian ra 3 tiếng này sẽ học về tiếng Anh và 3 tiếng sau sẽ học về chuyên ngành, thì tại sao các bạn không sử dụng 3 tiếng luôn để vừa học tiếng Anh vừa học kiến thức chuyên ngành khác? Đúng rồi, đó là chúng ta sử dụng tiếng Anh để học chuyên ngành. Ví dụ các bạn muốn học tiếng Trung chẳng hạn, thì tại sao các bạn không sử dụng tiếng Anh để nghe giảng về những bài học về tiếng Trung, đúng không? Còn ví dụ các bạn muốn học tiếng Hàn cũng vậy, tại sao các bạn không sử dụng tiếng Anh để nghe giảng về những bài học tiếng Hàn? Hoặc là nếu như các bạn muốn học về sales hay là digital marketing chẳng hạn, thì tại sao các bạn lại không học những cái kiến thức đó bằng tiếng Anh mà các bạn lại học bằng tiếng Việt? Các bạn, khi các bạn học tiếng Anh như vậy thì không những các bạn có thể cọ sát với cái việc mà đọc tiếng Anh nè, nghe tiếng Anh nè, và thậm chí khi mà các bạn nộp những cái bài assignment, những cái bài luận, những cái bài bài tập giao cho các bạn á, là các bạn phải sử dụng kỹ năng viết nữa, kỹ năng nói nữa, thành ra các bạn có thể vận dụng 4 kỹ năng đó. Mình nghĩ cái việc này giúp ích các bạn rất là nhiều, giống như là một mũi tên trúng hai đích vậy. Các bạn vừa luyện được tiếng Anh nè, các bạn vừa có kiến thức chuyên ngành. Vậy là sau một khoảng thời gian, không những bạn có tiếng Anh mà các bạn còn có chuyên môn vững, chuyên môn cứng, để từ đó các bạn có thể làm một bộ hồ sơ đẹp, vừa để đi xin việc được mà vừa có thể xin học bổng được luôn. Và cái nền tảng mà mình sử dụng tiếng Anh để học những cái kiến thức khác đó là FutureLearn nè, Coursera nè, rồi là edX nè, rồi là lynda.com nè. Vậy thì tại sao mình lại sử dụng những cái nền tảng này để học, chứ không phải mình học thông qua tràn lan trên YouTube như vậy hay là trên mạng? Tại vì các bạn biết không, khi mà những cái trang web này là rất là chuyên nghiệp, nó được tạo ra bởi những cái chuyên gia hàng đầu thế giới và những cái thầy cô từ những cái trường đại học ở bên Mỹ nè, ở phương Tây nữa, cho nên cái kiến thức của nó rất là chuẩn hóa và nó sẽ giúp các bạn đi từ vị trí A, từ một người không biết gì về cái chuyên ngành đó cả, đến vị trí B, là một con người là có kiến thức nền tảng chắc chắn nè, có cái định hướng rõ ràng để biết rằng chúng ta cần học những gì trong tương lai, hơn là những cái tảng mạng, những cái thông tin vụn vặt mà các bạn tìm thấy ở trên YouTube như vậy. Thì mình cực kỳ highly recommend
cho các bạn, đó là hãy học những kiến thức ở trên những cái trang web này. Nó sẽ giúp cho các bạn trở thành một con người là có kiến thức chuyên sâu về cái lĩnh vực đó, vừa giúp các bạn có thể rèn luyện được cái vốn tiếng Anh của mình. Nhưng mà không có cái gì miễn phí cả các bạn. Những cái thứ giá trị thường không bao giờ miễn phí. Joker đã từng nói, nếu như mà giỏi một thứ gì thì đừng bao giờ làm nó miễn phí. Các thầy cô giỏi cũng như vậy thôi. Người ta đã giỏi rồi thì người ta không có rảnh thời gian để có thể tạo ra những cái bài giảng miễn phí và đưa cho bạn miễn phí như vậy được. Cho nên cái gì thì cái, bạn cũng phải sử dụng tiền để học. Tuy nhiên mình có một tin vui dành cho các bạn đây. Bởi vì Covid diễn ra cho nên á, những cái trang web này đã có offer những cái chương trình free cho các bạn. Mà không những học free đâu các bạn nha, mà các bạn sau khi học free rồi, các bạn còn có certificate free nữa. Mình hôm nay mình sẽ review về Coursera cho các bạn. Còn những cái trang web khác mình sẽ review vào những lần hôm sau. Tại vì các bạn biết không, những cái trang web khác cũng có offer những cái chương trình free cho các bạn. Tuy nhiên nó không có thời gian giới hạn. Có nghĩa là nếu bây giờ người ta free thì cái khóa đó từ nay trở về sau nó sẽ free luôn cho các bạn, chứ nó không có khóa lại. Còn trên cái khóa học Coursera các bạn, nếu như ai đã từng học Coursera rồi thì mọi người sẽ biết rằng là để học Coursera và có certificate, đương nhiên bạn phải bỏ tiền ra học. Học sau đó là các bạn phải làm bài kiểm tra, sau đó mới có certificate đúng không? Một tháng như vậy là tầm 1 triệu cho đến 2 triệu chẳng hạn. Tuy nhiên Coursera nó đã offer một cái chương trình miễn phí như thế này. Đó là các bạn được truy cập vào một số khóa học, và sau khi học khóa học đó, các bạn được cấp certificate miễn phí luôn. Mà các bạn, cái certificate này giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình xin học bổng, cũng như là xây dựng một cái CV đẹp để giúp các bạn có thể gây ấn tượng trong các nhà tuyển dụng. Có nhiều bạn bảo rằng lại học vì certificate à, học như vậy thì chẳng có chất lượng đâu. Thực ra bạn học cái gì trong đầu bạn mới quan trọng, chứ certificate thì trời ơi chỉ là một tấm bằng thôi mà, quan tâm làm gì. Cái ý nghĩ này nó cũng đúng mà nó cũng hơi sai sai. Đúng ở đây là gì? Đương nhiên nếu như các bạn chỉ học về certificate, các bạn chỉ đeo đuổi để có một tờ giấy như vậy và các bạn trưng ra cho nhà tuyển dụng mà các bạn không có một cái kiến thức gì, các bạn không chủ động học để nộp kiến thức đó vào đầu, thì đương nhiên cái certificate đó nó sẽ không giúp bạn nhiều trong thực tế rồi. Nhưng mà đối với những bạn học thực, thi thực và cố tình để nạp kiến thức đó vào đầu và ứng dụng ra thực tế, thì certificate giống như là món quà sau một chặng đường dài mệt mỏi không ngừng nỗ lực của các bạn vậy. Hey, certificate nó giống như là một cái chiếc iPhone hay là một món quà mà mẹ bạn bảo rằng à, con học giỏi đi, sau khi con học giỏi hay đạt được học sinh giỏi ở lớp hoặc là tổng kết 4.0 ở trường đại học thì mẹ sẽ mua cho con một cái chiếc điện thoại iPhone hay là một chiếc Oppo nào đó, thì đương nhiên các bạn sẽ có động lực hơn để học đúng không các bạn. Mình lấy ví dụ từ mình thôi, trước đây mình đã học Coursera rồi, nhưng mà tại vì mình học theo kiểu là free, kiến thức mình vẫn được truy cập free, nhưng mà người ta khóa một số tính năng ví dụ như là bài kiểm tra, do vậy mình không được nhận được certificate. Mình cảm thấy là mình không có đủ động lực để mà học, mặc dù những kiến thức đó rất là thú vị và thầy dạy rất là hay. Cho đến bây giờ thì hiện tại cái khóa học của mình nó đã quá hạn rồi, 3 năm rồi đó các bạn, bởi vì mình không có động lực nào để thúc đẩy cả. Thì đương nhiên mình cảm thấy là certificate đó nó giống như là một cái động lực thúc đẩy các bạn à, mình phải học, 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 học. Bởi vì các bạn nhận ra rằng đằng sau cái sự nỗ lực miệt mài đó, các bạn sẽ được đền đáp bởi cái những cái certificate xinh xắn như thế này. Đó, đó chính là những cái certificate mà mình đã kiếm được trong vòng mấy tháng của Coursera đã mở free ra. Thực ra là Coursera đã mở free từ tháng 4 rồi, và nó có dự định là nó sẽ đóng lại cái chương trình free này vào tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên vì dịch Covid đang diễn ra một cách quá khủng khiếp như vậy, cho nên là các nhà điều hành Coursera đã offer tiếp tục kéo dài cái chương trình free này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Có nghĩa là bây giờ cho đến tháng 12 thì các bạn chỉ còn 2 tháng nữa để hoàn thành. Vậy nên các bạn hãy nhanh chân nhé, tại vì đây là cơ hội có 102 trên Coursera. Nó hiếm khi có thể offer cho các bạn những cái chương trình free như thế này đó các bạn. Tại vì khi mà các bạn muốn học thì các bạn có thể học free, nhưng mà để có được chứng chỉ thì các bạn phải đưa tiền, phải nộp tiền tầm 1 triệu, 2 triệu thì nó rất là mắc.
Tại sao các bạn không tận dụng cái khoảng thời gian này để có thể vừa học Coursera này, vừa cũng là khoảng thời gian mà các bạn giãn cách ra từ cái việc học IELTS hay tiếng Anh, các bạn có thể đưa cái vốn tiếng Anh của các bạn vào thực hành luôn. Đây chính là trang web tổng hợp tất cả những cái khóa học free trên Coursera ở thời điểm hiện tại. Hãy nhanh chân vào trang web này và tìm kiếm cho mình một khóa học phù hợp với nhu cầu và sở thích của các bạn để có thể rinh về cho mình những cái certificate tuyệt vời nhé. Certificate này không những có giá trị trên tầm quốc tế mà còn có sức nặng giúp cho cái hồ sơ xin học bổng của các bạn trở nên nổi bật và có khả năng được nhận học bổng 50% cho đến 100% các bạn nhé. Hãy nhanh chân lên nào, bởi vì các bạn chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Hết 2 tháng này thì các bạn sẽ không có thể truy cập vào những khóa học này nữa. Mà cho dù các bạn có thể truy cập vào những khóa học này thì các bạn chỉ có thể học được miễn phí mà thôi. Còn certificate không còn được cấp free nữa. Hãy nhanh chân và nắm bắt cơ hội tuyệt vời này các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ nói qua cái vấn đề là tại sao mình lại có được những cái thông tin quan trọng như thế này. Nó sẽ xuất phát từ cái mục đích, từ cái plan của các bạn. Ví dụ bây giờ mình có plan, mục đích của mình đó là phải kiếm thật nhiều certificate và trải nghiệm thật nhiều để mình có thể xây được một cái bộ hồ sơ bóng bẩy để xin học bổng đi du học thạc sĩ. Khi mà mình suy nghĩ như vậy thì mình gõ lên mạng theo kiểu là làm như thế nào và tốn bao nhiêu tiền để tôi có thể kiếm được một chứng chỉ certificate ở trên Coursera đây nhỉ. Vậy là nó hiện ra cho mình một trang web đầy đủ như vậy và nó hiện ra cái thông báo là Coursera bây giờ nó đang free, những cái chương trình free, miễn phí, và sau khi học xong các bạn có certificate nữa. Cho nên mình nghĩ là cái việc mà các bạn chủ động nó sẽ giúp các bạn rất nhiều trong cái việc đạt được mục tiêu. Ví dụ bây giờ mình là người đưa thông tin cho các bạn đúng không? Nhưng mà nếu như bạn biết được cái mục tiêu của các bạn và các bạn chủ động tìm kiếm trên mạng thì có thể sau này các bạn là chính là người tìm ra cái thông tin quý giá đó và có thể là người mà đưa, có thể là thông báo cái thông tin quý giá đó đến cho mình. Tại sao các bạn nên chủ động trong cái công việc tìm kiếm thông tin giá trị? Tại vì thường những cái thông tin giá trị nó sẽ không có dễ dàng đưa đến tận miệng cho các bạn hay đưa đến tận giường cho các bạn đâu. Bởi vì người ta đâu có biết nhu cầu của các bạn là gì đâu mà người ta đưa đến, đúng không? Và thứ hai nữa đó là nếu như đối thủ của các bạn biết những thông tin giá trị này, người ta sẽ không dạy gì share cho các bạn. Tại vì sao? Tại vì người ta sợ rằng các bạn học xong thì các bạn sẽ giỏi hơn người ta. Khi mà giỏi hơn rồi á thì cái việc cạnh tranh nó rất là khó khăn và cam go, thử thách hơn là rất là nhiều. Cho nên mình nghĩ là tốt nhất là bạn hãy tự chủ động và tìm kiếm những cái thông tin giá trị này trên mạng. Và giả dụ nếu như bạn chưa phải là một người chủ động hoặc là không biết cái plan hay là cái mục tiêu cuối cùng của mình là gì nhưng vẫn muốn có được những cái thông tin giá trị về những cái khóa học thì đừng ngại ngần follow kênh Facebook của mình và website của mình, và đừng quên subscribe, share và like cho mình nhé. Khi mà các bạn follow cái Facebook của mình hay là website của mình thì đương nhiên mình sẽ update những cái thông tin nhanh gọn hơn. Tại vì trên những cái trang này mình chỉ cần viết cụt thôi là mình có thể post lên rồi. Cái thông tin nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với cái việc mà mình sẽ làm YouTube đăng lên như thế này cho các bạn. Tại vì khi mà làm YouTube như thế này mình phải đầu tư về mặt hình ảnh, công rất là công phu để làm cho các bạn làm như thế nào để đưa cái thông tin đến các bạn vừa giá trị và vừa thú vị nhất có thể, cho nên là nó sẽ lâu hơn một xíu. Cho nên các bạn đừng quên like, share, subscribe và comment bất cứ yêu cầu và câu hỏi gì dưới cái video này cho mình nhé. Mình hy vọng rằng cái video này đã đưa lại rất nhiều giá trị cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và đồng hành với mình trong một khoảng thời gian khá dài vừa qua. Xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người trong những video lần sau nhé.